Ok, hello, vâng, chào cả nhà, chào tất cả các chị đẹp ở trong Fields mình ngày hôm nay. Hello chị Trinh, hello chị Á Khoa, hello Nương. Ok, vâng, từ Tampa, Florida. Rồi mấy chị xin tự giới thiệu mình trước nhé. Hải Hoa, Pennsylvania, New Jersey. Ok, mình xin Jerry, New Jersey. Ok, rồi mình từ không phải ở một chỗ mà mình ở khắp nơi hết đúng không? Bữa nay là mình rất là hân hạnh là được cùng nhau kết nối với nhau để cùng làm đẹp. Và đặc biệt là ngày 2 ngày nữa là cái ngày lễ mẹ. À, tất cả những người, những bà mẹ ai cũng muốn mình đẹp hết đúng không? Thì hôm nay mình sẽ cùng chăm sóc da cho nhau ha, để ngày lễ mẹ mình là bà mẹ tuyệt vời và đẹp nhất. À, ok, rồi mấy chị, bữa nay mình sẽ chăm sóc da bằng 3 sản phẩm. Ba cái sản phẩm mà Vân và mấy chị hầu như là không có ai muốn thiếu nó trong cuộc đời của mình hết á. Ai cũng ghiền hết đúng không? Cái thứ nhất là Lumi Spa. Rất là nhiều bạn đã nghe Vân chia sẻ về cái này rồi đúng không? Lumi Spa, có thể chị Trinh giúp em nói về công dụng của máy Lumi Spa, máy rửa mặt siêu thông minh. Ok, đây là cái công cụ rửa mặt mà mới nhất mà mình nghĩ là tân tiến nhất, bởi vì cái mang cái sự hiệu quả của nó mình thích vô cùng. Mình xài cái này trong vòng có mấy tháng thôi mà mình thấy cái sự khác biệt, bởi vì nó không hẳn là chỉ là cái công cụ rửa mặt nhưng mà trong đó có cái trị liệu đó, tại vì nó đi cùng với cái treatment cleanser. Cho nên đó, khi mà mình rửa mình cảm thấy là rất là sạch, rồi sau khi mà mình rửa xong á, mình thấy cái da mặt của mình á, nó sáng, nó mịn mà cái cơ mình nó căng. Mà đặc biệt nha, mình rất là thích những người mà bị mụn đó, nó rất là sạch mà mụn cám nữa, mà những người bị mồ hôi nữa là tuyệt vời. Đó là những gì mà mình rất là thích muốn mà mình chia sẻ rất nhiều cho mọi người. Mà gần như khi mà mình hỏi cái feedback, mình được cái feedback rất là good. Các bạn tuổi vị thành niên rất là mê luôn ha. Ok, rồi, mình sẽ bắt đầu nhé. Cái máy này nó đặc biệt cho đủ loại da hết mấy anh chị. 5 loại da khác nhau. Và nó không có vào nước, chặt pin thì vào cái cắm vào cái chỗ này. Dùng con này cắm vào cái chỗ này, rất là đơn giản. Đó là cái máy thứ nhất, cái máy thứ nhì là cái máy nâng cơ, mấy anh chị. Máy nâng cơ. Tại sao rất là nhiều người hỏi da Vân càng ngày càng trẻ, càng đẹp là lý do tại sao? Nhờ cái em này. Và bây giờ nhờ thêm cái em này. Đây là một trong những máy nâng cơ mà giúp nâng được cái cơ mặt của mình không cho chảy xệ và làm giảm nếp nhăn, tái tạo lại cái làn da của mình cho cái da của mình càng ngày càng trẻ hơn mấy chị. Rất là tuyệt vời. Okay. Rồi cái cuối cùng là không ngoài là giọt nước thần để dưỡng cái da, để cho nó giúp tái tạo lại sự đàn hồi của da, làm cho da mình càng ngày càng sáng, càng mịn, càng căng, giống như là da của em bé vậy đó. Ok, giờ ba cái sản phẩm này là ba cái sản phẩm mà mình, bản thân Vân và mấy chị ở đây không thể thiếu vì rất là lợi hại. Ok, rồi bây giờ mình bắt đầu nhé. Mình sẽ giữ ẩm cái da chút xíu. Và sau đó mình sẽ thoa đều trên mặt của mình. Thường thường đó, họ thoa thẳng lên mặt á thì nó good hơn, tại vì hồi xưa mình hay bỏ vào cái đầu á thì nó bị dính hết vô trong cái răng này nè, cho nên người ta nói mình bỏ thẳng lên mặt xong rồi đem đồ mình làm á thì nó kết quả nó nhiều hơn, tại vì sợ mấy cái kia tính sợ nó dính vào trong cái răng á. Cho cái đầu nó ướt một chút nha. Cái đầu cảm giác rất là thoải mái khi mình dùng cái này mấy anh chị, vì nó giúp cho cái da massage. Giống Vân nói đó, tại sao con người mình cần tập thể dục mỗi ngày, vì mình muốn cơ thể mình khỏe mạnh đúng không? Nhưng mà cái da mình quên là cái da mình cũng cần tập thể dục. Thì đây là cái tập thể dục của da mỗi ngày đây. Muốn da khỏe trẻ thì mình cần phải massage cái da. Thì đây là cái công nghệ mà massage da tuyệt vời nhất, và giúp cho da săn chắc, khép lỗ chân lông lại, láng mịn, căng cái da. Đây là một trong những sản phẩm mà bây giờ là Vân không thể thiếu nó trong giỏ, đi đâu cũng có bạn này theo hết.
Nhớ là mình làm cái gì cho mặt là phải làm gì cho cổ một chút nha, vì cổ người ta có thể đoán tuổi được mình từ cái cổ của mình. Nhìn bối quá, đang cảnh em nói nhiều bối quá. Phụ nữ mà. Ô đừng nói phụ nữ nghe, đừng nói phụ nữ không nghe, phụ nam cũng thích làm đẹp lắm á nha. À, cái này chị Trinh hay bị mất hàng hoài nè. Không phải mình chị Trinh đâu. Cái này thật ra thì không dành riêng cho phụ nữ, mà đặc biệt bây giờ các anh cũng chăm sóc cái sắc đẹp của mình đó. Bởi vì nói chung là cái sắc diện nó rất là quan trọng, mà mình chỉ cần một cái gương mặt sáng, một cái da mặt sạch thôi là mình đã thay đổi cái tầm nhìn, mình nói là cái cách nhìn của người khác của mình rồi, nó đem lại cái sự tự tin. Cho nên ngày xưa mình chỉ nghĩ là phụ nữ mình để ý tới cái da mặt, cái sắc đẹp, nhưng mà bây giờ ngay cả mình có tiệm nail đó, bây giờ mình có rất là nhiều khách đàn ông vô để làm là bởi vì họ cũng quan tâm tới cái sạch sẽ, cái sắc đẹp thôi vô và cái sắc diện. Cho nên các anh mà cứ cái ID không hai phút nhưng mà chị muốn vào em biết chị có cần ID để vào không hay là chị hỏi thôi chị. Wow. Vào ok 2 phút thôi các bạn, mời các bạn thấy dạ cái mặt của Vân là nãy giờ tắm rồi nhưng mà mình thấy vẫn hút được những chất bẩn, chất dầu, chất dơ dưới lòng mặt của mình ra. Mấy chị thấy cái nó bẩn thấy ghê không? Wow. Ai cũng vậy. Còn cái mặt của mình á, hồi sáng tới giờ đánh phấn chưa kịp rửa mặt á mà bây giờ thấy ghê không? Tại vì cái này không cần cái makeup remover, ví dụ như khi mà những cái loại rửa mặt khác, những cái mascara này kia còn cái này đánh rất là sạch luôn, mà cái nhìn đây là đó, cái chất dơ nó nằm ở đây nè. Có bạn hỏi là cái máy này chạy bằng điện hả? Mình có cái đầu sạc pin á, và mỗi lần mình sạc đầy á thì mình xài được 10 tiếng đồng hồ luôn đó. Vân đi travel. Chỗ này nè, có cái chỗ cắm nè. Kiều Hoa đưa cái sạc lên đó. Thì dạ. Mình sạc một lần sạc như vậy đó là mình để overnight đó. Nguyên buổi ban đêm xong rồi mình xài tới 10 tiếng. Cái này rửa mỗi lần vô rửa mặt tắm xong cắm vô lại cái chỗ này để giống cái chân để cắm thôi. Và mình có thể thảy nó trong bồn tắm, trong shower, trong nước cũng được, nó không có vô nước mấy anh chị nha, rất là tiện lợi. Rồi bây giờ mình sẽ lau cho sạch cái mặt của mình ha. Bây giờ là nó lấy hết chất bẩn, chất dầu, chất nhờn, chất dơ, bụi bặm trên cái da mặt mình rồi đó. Bây giờ cái da mình nó rất là sạch rồi đó. Bây giờ tới mình sẽ chạy cái máy. Thì cái máy nâng cơ nó sẽ đi với cái gel. Ồ, xuống. Chết rồi, lấy lộn cái gel rồi. Ok. Con lấy lộn cái gel ra đánh bụng. Ok, mấy chị tiếp tục nha. Con chạy con lấy cái gel một cái. Ok. Ok, thì cái máy này sẽ đi chung với cái gel này, nó gọi là conductive gel. Mình đừng cô Vân lấy lộn cái gel dùng cho body. Cái gel bụng nó giống okay. Hình nhau. Ok, thì trong lúc mình chờ cô Vân thì mình sẽ bắt đầu. Đây là cái máy, mình chỉ để cái gel này lên cái máy rồi mình đi thôi trong vòng 5 phút. Ok. Mình mê cái máy này lắm. Thật ra nó giúp mình rất là nhiều. Nếu mình càng xài đều đặn thì cái kết quả mình sẽ thấy nó càng rõ ràng hơn. Mà chỉ mất trong vòng khoảng chừng là mình nghĩ nếu mà khoảng 25 phút, 30 phút đó, là mình đã làm cho cái gương mặt của mình nó khác rồi. Mình giúp cho cái da mặt của mình nó săn chắc hơn, nó sạch hơn. Và nó bớt những cái nếp nhăn, với lại mình như đặc biệt như mình là mình thấy là nó bớt những cái vết nâu trên cái mặt của mình. Thế thì bây giờ bắt đầu mình chạy thôi. Vào nha. Làm đẹp là công việc của phụ nữ, phải chăm sóc da mặt, kéo thời càng ngày càng tuổi càng lớn thì da càng xệ. Đây là trách nhiệm mà bổn phận của phụ nữ phải làm.
Vì nhân viên tâm bốn nên vào tham gia không? Đi vào, vào đi. 2, 2, 4, 5, 1, 3, 5, 6, 7. Thì bấm cái chỗ đó vào, vào phiêu. Giờ mình nhờ cái máy nâng cơ này làm cho da mặt mình bớt những cái nếp nhăn ở cái đuôi mắt. Thì thường thường cái mặt mình nó bị cái khiếm khuyết góc nào thì mình tập trung ở góc đó. Dạ. Ok. Sorry bạn. Bản thân của Vân đi travel nó lạc mất cái gel đó rồi. Nhưng mà anyway, Vân đang xài cho cái máy Galvanic Spa mấy anh chị nhá. Cái gel của máy Galvanic Spa. Và hai chị thì đang xài, ba chị thì đang xài cho cái facial spa. Cái sự khác biệt là chỉ có cái gel thôi. Và cái kết quả nó turn out y chang như vậy ha. Kết quả nó giống hệt như nhau. Thì cái sự khác biệt của Vân là Vân xài cái gel này là cái gel negative, là cái retreated gel. Thì nó sẽ đẩy vô trong, đẩy vô phía trong mặt. Và cái thứ nhì là cái treated gel thì nó đi vô trong, nó hút ra những cái chất dơ, chất bẩn. Nó giúp làm chỉnh sửa cái da của mình. Chị Loan hỏi bán cái máy, có bán cái máy đó Vân ơi. Hiện bây giờ công ty nó đang có mấy cái promotion mấy anh chị. Promotion là cái giá khuyến mãi cho những cái bộ máy này. Giá rất là đặc biệt luôn. Vân làm trong công ty là 6 năm chưa bao giờ Vân thấy cái giá mà phải nói là tuyệt vời như vậy luôn á. Và bữa giờ Vân giúp rất là nhiều anh chị mình mua được những cái máy với cái giá khuyến mãi này đó. Thì anh chị nào mà có nhu cầu đó, thích đó, thì có thể liên lạc với tụi Vân sau khi xong cái fuse này nhá. Sau khi xong cái làm đẹp này, rồi Vân sẽ nhắn cho mấy anh chị cái giá khuyến mãi. Và khi mình chạy đó thì mình phải nghe cái máy nó kêu bíp bíp nha. Mình cái chỗ nào cũng lãng rồi, giờ chỉ còn tập trung hai chỗ cần thiết nhất là ở cái chỗ càng ở cái đuôi mắt. Cái càng còn đã, mỗi lần là mình chơi iPhone đó, cứ cái mắt cứ tập trung á, cái trên mày mình hay nhanh đó. Nó có giữa hai nhà hai đường này nè, nên mình phải tập trung, mình chờ ở chỗ đó nhiều hơn chút. Anh ơi, anh à, muốn làm cho cái cầm chữ V không? Anh cái ơi, lên này. Đó. Anh, cái hiệu quả của nó là căng cơ đó, cho nên mình cẩn thận khi đánh thôi, mình đánh theo cái hướng mình muốn. Có nhiều người nói mình chứ, ồ đánh này máy, cái máy này không phải máy của mình, đánh mình đi sai đó. Máy này nó không chạy. Nó có hiệu quả đến mức mà mình đi sai thì nó đi theo cái sai của mình mà thôi. Cho nên mình, ví dụ bây giờ ở đây mình muốn cái mắt của mình có cái bị khi mình lớn tuổi mà, khi cái mắt mình nó hay bị sợt á, thì mình kéo cái này lên cho cái mi mắt mình nó căng lên. Có nghĩa là cái máy này á, giờ muốn nâng cơ thì cũng nâng được, và muốn làm cho nó chảy xì cũng làm được luôn. Ai muốn chảy xệ xuống không, chứ là mình sợ lắm. Lấy cái máy kia thì mình ráng đi lên, còn ai muốn xệ xuống thì cứ chạy xuống. Dạ. Dạ em cũng bổ sung cho là cái máy này nó nâng cơ cho mình, nhưng mà nếu mà mình cái đậu trên đó đó trời, xong nó cái đậu lên á thì có thể đưa thẳng tay, nhưng mà khi mà đưa xuống thì rất là nhẹ nhàng như thế này kêu nó không thì nó sẽ không bị chảy xệ cái da của mình xuống, thì nó sẽ không bị máy này mới là quốc. Không có nào quốc hết trơn. Này là mình nâng cơ là mình không có kéo nó lên, mình có thể đưa lên cái này để nó nâng lên, nhưng mà khi đi xuống thì mình đi rất là nhẹ để đi xuống thôi.
Sở dĩ mà mình bấm thêm nước á, mấy chị có mấy chị mà mới tắt đèn không biết á, làm đôi khi đó cái mặt mình nó bị khô rồi không biết cái chạy lấy cái đèn đầu trên đó giùm em mình, thử cho em cảm thấy mà khi mà cái máy nó rít rít mà không có được chạy nữa thì mình để cái chai nước mình xịt lên chút để cho nó có cái độ ẩm nó độ trơn nó dễ chạy. Rồi mình xong rồi sau khi nào nó không chạy lẹ hơn mọi người không biết nữa. Máy nó chạy theo người mà. Lên coi. Người nó nói nhanh cho nên máy nó chạy nhanh theo. Chết rồi, người này nói cũng nhanh máy chạy theo luôn rồi. Mới cười người hôm trước. Sao người cười đâu có lớn. Em thì thấy chung mà cái nó chắc trời không sao. Thì mình xong cái lần thứ nhất thì mình lấy cái gel ra. Đây là cái dơ ra đây nè. Xài rất mê nha. À, mấy cái hôm mà mình lễ nhớ Tết cái thì mình không có xài thường xuyên không? Thấy làm như mình nhớ chắc phải vì mình thấy mình phải trẻ ra thêm mà tự nhiên mình đứng lại chắc thành ra mình nhớ. Cái này là cái bụng nước. Cảm thấy già liền là đớn tính mà mình cảm thấy già liền nè. nhớ cái máy. Nhớ. Tay xài rất quen mình thấy rõ ràng là cái mặt của mình nó căng cái rõ đó. Rồi nó không có cái mình nói nha. Sorry, không phải khoe. Đi với con mình giờ là ta nói tưởng chị của nó. Trời ơi, lạ nó mừng hết sức. Mình xài cùng bài gieo lần thứ hai cái mấy chị. Nhưng mà bấm số 3. Lần đầu mình bấm số 4. Lần thứ hai bấm số 3. Ai đi sau nhớ chạy lẹ nha. Có hai người này chạy trước bỏ. Em làm cái này em hay đánh lên cái môi của em. Wow. Nó giúp cho cái môi nó căng, nó no tròn, nó căng đã. Mình cũng tập trung cái mỏ của mình. Nhưng mà cái môi của mình nó dày quá, chắc đánh nó lâu hơn người ta. Nói cái mỏ tôi ghê. Mỏ con chim cho nên nó hót ví von hoài á. Véo von. Đi nói chứ, mình đi chung với bà chị họ mình, cái bạn của bà chị họ mình hỏi, nhìn trẻ quá ha, bao nhiêu tuổi vậy? Cái bà chị họ mình nói, bà chị nhưng mà thật quá nhỏ hơn mình, mới nói, đừng nói tuổi ra, giấu đi, chờ đoán. Ủa, đi em nhìn thấy chị trẻ không? Dạ. Chị đâu? Dạ. Yeah. Đây, chị đâu có gì đâu xa lạ, đây, máy đây. Em giúp mình rất là nhiều. Bí quyết của chị đó. Đơn giản, rất là đơn giản luôn. Nói cái máy nâng cơ này mà ở Việt Nam con bé gì đó nó đi làm dạo cho người ta cũng có tiền ghê chứ hả. Mình thay vì mình mua về mình làm ở nhà cho mình, nó có nhiều người họ làm giống như là một cái service luôn á. Họ nhìn những cái người mà mấy cái người giàu á, họ muốn làm đẹp mà họ không muốn tự làm á, mình làm cho họ để nhau coi như một cái shop cũng được ở Việt Nam á. Nào muốn làm thêm á cũng có tiền á. Cái này thì mấy chị ở có tiệm nail thì đưa qua tiệm nail rồi, ở nhà ai muốn làm home spa service cho khách tại nhà cũng được. Còn thì mình làm cho mình bạn bè muốn mình cũng làm luôn. Chị Trinh với Nương nè, có tiệm nail nè, chị có thể hay chị có thể chia sẻ là cái sản phẩm mà làm facial có thể giúp gì được cho chị, cho tiệm mình không? Mình thích cái này lắm, tại vì trước đây mình không có chuyên về làm mặt, tại mình không có muốn đó. Tại vì thật ra khi mà mang cái facial vô tiệm nó rất là rườm rà và tốn kém, bởi vì một cái system mà để làm cho cái mặt không phải là đơn giản. Thứ hai nữa là nó không phải là dễ làm. Nhưng mà từ khi có cái máy này vô đó, mình thấy nó thứ nhất rất là đơn giản, nó có cần đâu, rất là giản tiện. Mà khi mà làm thì lại dễ làm, nó có hiệu quả. Và nó như thế này, khi mà mình làm đó, thì sau khi mà mất khoảng 25-30 phút xong đó, người ta sẽ thấy ngay cái sự khác biệt. Thành ra đối với mình đó, vừa giản tiện, vừa không có phải đầu tư nhiều và vừa có hiệu quả rất là mau ngay sau đó. Cho nên đây cũng là một cái cơ hội mình mang vô trong cái tiệm của mình để mình tăng thêm income, tăng thêm service, đại khái là dịch vụ đó, và tăng thêm cái số lượng khách.
Và khi mà chị dùng cái sản phẩm này thì khách cảm ứng, cảm nhận của khách như thế nào chị hả? Họ rất là thích, bởi vì họ có, họ nói như này nè, bởi vì thứ nhất là mình không hiểu tại sao đó, người ta feel relax thôi, mình làm thì người ta cảm thấy thư giãn lắm. Thứ nhất, hai nữa đó là người ta tin bởi vì cái sản phẩm là cái sản phẩm thiên nhiên. Cái thứ ba nữa, khi mà mình cho người ta xem đó, trước và sau người ta thấy rõ ràng là cái mặt của người ta, cái da của người ta nó thay đổi rất là nhiều. Mình nói là khoảng chừng 3-40%. Ví dụ như mà những người mà càng có cái nhu cầu, ví dụ như là cái da mặt của họ bị chảy xệ, da mặt của họ bị nhăn, thì cái máy này đánh lên là thấy rõ ràng hơn nữa. Cho nên mình rất là thích mời hoặc là giới thiệu những người mà có cái nhu cầu nhiều, bởi vì thấy rất là rõ. Ví dụ như đẹp quá, cái da mặt đẹp quá thì mình không có thấy nhiều, nhưng mà cái da mặt mà càng mà không được đẹp là càng thấy rõ ràng lắm. Cho nên họ phải tin thôi. Wow. Hôm qua có một chị liên lạc với em. Trước khi em đi châu Âu thì em có đặt cái máy rửa mặt với cái này, cái máy nâng cơ với cái giọt nước thần cho chị. Thì hôm nay, hôm qua chị gọi cho em, chị nói Vân ơi cảm ơn Vân rất là nhiều. Và chị cho Vân thấy FaceTime cái mặt của chị bữa trước và bây giờ, một cái sự khác biệt Vân nói không thể tưởng tượng luôn. Nâng được cái cơ mặt và cái sự chảy xệ của da mặt của chị nó hầu như là nó giảm lên tới 60% có trong vòng chưa đầy một tháng. Em nói wow, cái này mà tập trung đều đặn là thấy rõ. Và hơn nữa đó, bữa Vân đi châu Âu đó là em thấy có một bạn này mụn, coi như là mụn mà cục nào cục nấy, nó như cái đầu chân ngang vậy đó, như cái đầu ngón tay út mình vậy đó, nó to đùng vậy. Mà bạn này là đau khổ vì mụn là một thời gian khá là lâu rồi đó, mà bạn chỉ có xài, bạn xài cái bộ mụn và tập trung cái này nè, cái máy này chạy một ngày một tuần 3 lần, và cái mặt trong vòng tích tắc chưa đầy chỉ có 10 ngày thôi nha, là cái mặt khô lại và bắt đầu xẹp xuống, cắt mụn xẹp xuống, và chị trong vòng chưa đầy 2 tháng là cái mặt láng mịn luôn. Hay dễ sợ không? Cho nên là có nhiều người sợ, có nhiều người sợ mua cái máy này đắt, cho dù ở bên Mỹ hay Việt Nam gì cũng vậy, không có đắt chút nào. Mình mua cái máy này mà mình xài 4 năm đây rồi nè quý vị, đang còn xài rất là tốt, không có cái vấn đề gì hết. Có nhiều người sợ nói cái máy sao đắt, không có đắt. Mình mua cái máy mà mình dùng 4 năm đây rồi. Em là 6 năm rồi nè, công ty bảo hành 2 năm mà có hư hao gì đâu. Đâu có bị gì đâu, hồi đó giờ nó hề bị gì đâu, cái nào hết gel mình mua cái gel thôi, mình đâu có bị hề bị gì đâu. Mình xài được 3 năm mấy nay rồi, thôi mình xài rất là nhiều. Trước đây hồi trước mình xài không đều, cái thời gian sau này mới đều là một lần, một tuần ít nhất là cũng một lần. Còn hồi xưa đôi khi cũng mới đầu không biết á, đôi khi một tuần này làm tuần này không vậy á, chúng ta mình không thấy cái kết quả nó rõ. Thì thời gian sau này khi mà mình tập trung mình đánh đều chút thì mình thấy nó rõ. Dạ. Nếu mà chỗ nào có nếp nhăn hoặc là chảy xệ thì mình sẽ tập trung cao độ hơn. Bản thân của em thì em có bọc mỡ dưới mắt mà bây giờ em đánh riết thì không thấy bọc mỡ nữa. Mấy chị xong rồi hả? À, xong rồi. Okay. Để là đi vào máy bay mà, cho nên nó máy bay rồi. Ok, em xong trước. Rồi, có người cũng xong luôn rồi, rồi theo kịp, rồi đi quá tiện, rồi theo. Yes. Ok, bây giờ đến phần treo. Oh, mấy chị tới phần treo, em xong rồi. Cái Gavana Spa là đánh luôn hả? Dạ. Gavana Spa thì mình chỉ có xài cái treatment, cái retreat và cái treatment. Thì cái retreat là nó đi vô trong, nó đẩy treo vô. Họ dùng cái này phải không? Nó không cần phải dùng cái này. Và cái treat dùng 2 lần rồi xong, giờ mình dùng cái này. Dạ. Cho nên nó nhanh thời gian hơn xíu. Mình tính mình nhanh hơn thì ra người ta nhanh hơn.
Cái của mấy chị đó thì mình cần phải dùng cái mask nha mấy chị ha. Cái mask sau đó thì có thể chị nào chia sẻ công dụng của cái mặt nạ này như thế nào, giúp được gì cho cái da của mình? Tương ơi, nó giữ lại những gì hồi nãy giờ mình nâng cái cơ mặt mình lên đó. Bây giờ mình nó giữ lại những gì hồi nãy giờ mình làm đó. Thì bây giờ mình có cái này nó đang trên này sẵn thì mình massage bằng tay để mình vuốt lên theo cái hướng mình muốn. Để cái nó hold cái da mặt mình lại, nó săn chắc. Okay. Còn thiếu thì chị Trinh bổ sung đi. Hồi nãy chị Trinh chuẩn bị nói em nhìn đó. Định nói cho Nương chia sẻ nào chứ. Cái mask này á là mình có thể bôi vào cái này. Nó có một cái chất rất là vỡ cái dưa leo. Nên vì vậy á, khi mà mình bôi cái này lên mình để khoảng 5 phút thôi. Rồi sau đó mình rửa mặt á. Mỗi ngày luôn mình có thể bôi cái này, đắp mặt nạ này mỗi ngày. Chỉ tận 5 phút thôi thì cái da của mình nó sẽ rất là mịn, mềm. Mà đã lắm, nói chung là em đắp một vòng liền luôn á thì em cảm thấy nhận được đó là cái da của em á nó khô ra lại, tại vì em có bị mụn, da của em là da mụn nên khi mà em dùng cái này em thấy là cái mụn của em á nó không có bị bứt. Đó là gì mới chị? Mới mẻ thôi vì em làm mình xong rồi. Yeah, tốt vậy. Oh my god. Mình mới vừa giờ chị luôn trời ơi, tội nghiệp cho chạy hả? Sorry, không để thay đổi thời gian. Bỏ mình cái khoản trên tiệm luôn á. Chạy lên, đừng chạy lên về. Bỏ mình qua luôn, chạy giữa đường không gọi được, không có phone. Lên đừng quên phone luôn tội nghiệp không? Sorry mấy chữ. Thôi, không có phone, thôi mình lên thằng Miu được. Hello mấy anh, chào mấy chị. Dạ, hai chị. Dạ, bữa nay mới thấy Nương hả? Bữa nay mới thấy Nương à? Dạ. Dạ, Nương âm thầm theo dõi các chị thôi. Nương không có xuất hiện. Dạ, hello mấy chị. Tại vì đây là hai thành viên rất là có mặt thường xuyên trong cái chương trình mà làm đẹp. Nhưng mà hôm nay mình có cái sự thay đổi giờ giấc cho nên hai chị vô trễ. Sorry hai chị và cũng là sorry các khán giả thường hay theo dõi chương trình của mình. Bởi vì khán giả rất là buồn khi thiếu hai chị lúc ban đầu nha. Sorry chị lần sau nha chị. Tại vì em biết mà hai chị xài sản phẩm rất là có kết quả cho nên là khi cũng khi mà chia sẻ thì em cũng chấp nhận hai chị chia sẻ lắm. Hôm nay cô Vân có công việc cho nên mình vô sớm một chút. Hồi nãy đó khi mà Nương nói về cái gel này là Nương, cho nên bây giờ mình mới khám phá ra là người Việt Nam mình không biết, chắc là nhiều người, nhưng mà nói chung người Việt Nam mình thì không xa lạ gì với cái mà dưa leo mình cắt mỏng mỏng ra mình đắp lên mặt đó. Nó mát cho mặt và nó hút ra những cái chất dơ nữa, rồi để lại cái chất dinh dưỡng. Nhưng mà thay vì làm như vậy, tại sao mình không xài cái này đi? Thank you Nương nha. Đây là một cái rất là good tip cho nên những cái này mình xài. Cái này nó có công nghệ e-lock đó chị, nên khi mà mình đánh xong 5 phút thôi á, cái da mặt của mình nó mềm mịn, nó khác với cả dưa leo. Khi mà mình để dưa leo xong cái da mặt của mình nó cũng cứng, mình feel được, nó không có được soft mềm giống như là chỉ cái gel này chỉ cần 5 phút thôi, cái gel này cái mặt cái da mặt của mình rất là mềm mịn. Ôi, cảm ơn Nương nha. Đây rất là hay cả nhà ha. Thay vì đắp dưa leo mình chỉ cần đắp cái này thôi. Đây là cũng là một trong những cái bí quyết của những người đã tìm kiếm tìm hiểu nè và làm đẹp trong chương trình này. Rồi. Vì Vân đi trước mấy chị chút xíu nha, vì Vân phải có cái hẹn Vân chạy. Cái cuối cùng là Vân dùng là cái serum gọi là True Face Essence Ultra, là một trong những cái mà Vân hay gọi là giọt nước thần mấy chị, là nó giúp cho săn chắc cái da của mình, tái tạo lại sự đàn hồi của da, giúp cho da căng mịn láng và đặc biệt là da càng ngày càng trẻ ra mấy chị nhờ cái này ha, nhờ cái này. Và mỗi một ngày mình chỉ cần 2 viên thôi là cái da của mình căng mịn sáng ra, rất là sáng luôn, rất là đẹp luôn. Thì khi mình dưỡng cái này đó là mình cảm nhận được liền, ngay tức khắc liền cái da của mình nó như thế nào. Và khi mình ngủ tới sáng đó là cái da mình nó thẩm thấu vào và nó căng hơn nữa mấy chị.
thì Vân làm xong cái này Vân phải chạy cho nên là Vân nói trước. Đó. Thank you cô Vân đã chia đã vô trong cái chương trình này, đã host và chia sẻ. Đây là một trong người mà có kinh nghiệm đầy tràn và mình thấy cái hiệu quả rõ ràng đó. Để mỗi một lần nào mà gặp lại cô Vân hình như mà lần đấy nó càng khác hẳn. Khác sao chị, đẹp hơn đúng không? Đẹp hơn, trẻ hơn, rất rất là khác luôn. Thấy mình I watching you every day. Có tấm hình ngày xưa không? Có tấm hình ngày xưa không? Hồi sáng không? Hôm qua chị hồi sáng hả? Hồi sáng chị áo hoa chứ thấy là mình nói trời ơi mình đó hả? 4 năm trước hả? Ôi trời ơi nhìn không ra luôn. 4 năm trước cái hình của Vân nhìn giống bà tám dễ sợ luôn. Nhìn lại cái hồi đó mình quê phải không? Quê quá, quê luôn á. Nhưng mà da mà cằn cỗi mà nhìn lúa ghê luôn. Mấy chị thì đây là những một trong những sản phẩm mà giúp chị em phụ nữ của mình, đặc biệt là chị em phụ nữ ai cũng có nhu cầu làm đẹp hết, nhưng mà chị em phụ nữ của mình thì thích làm đẹp hơn đúng không? Thì đây là những sản phẩm mà có thể giúp mình ngăn chặn được cái lão hóa của mình, và hơn thế nữa là nó giúp làn da của mình càng ngày càng trẻ hơn, tái tạo lại làn da, săn chắc da, giảm nếp nhăn, làm cho cái da của mình càng ngày càng căng, càng mịn, càng trẻ hơn nữa. Và hiện bây giờ công ty của tụi Vân đang có những cái bộ package rất là giá rất là đẹp, rất là good luôn á. Phải nói là trên cả tuyệt vời, và Vân chưa bao giờ thấy cái giá promotion khuyến mãi như cái đợt lễ mẹ này ha. Cho nên là ai mà có nhu cầu thì nhắn cho tụi Vân nha. Những tất cả những chị ở đây đều có thể giúp các chị được hết. Ok mấy anh chị, rồi hẹn gặp lần sau nhé. Để Vân chụp một tấm hình một cái. Dạ. Vân chụp một tấm hình với các bạn. Ba cả nhà. Ủa sao ba cả nhà vậy, mấy chị chưa xong mà? Mình chưa xong mà, Vân chưa có Vân đi. Chỉ có mình Vân thôi, các chị xong đi. Để Vân chụp. Bữa nay trời không mưa vậy. Nên vô. Trời không mưa. Sao trời không mưa? Không biết thấy người Mỹ trên thế giới sao trời không mưa. Ngày mai có mưa to không chị? Ngày mai có storm á. Mấy chị lấy cái tay xuống cho em chụp voi hình đi. Rồi. Ok. Cho em cái Lumis Spa đi. Cho em cái Lumis Spa. Rồi hai nàng kia ngồi làm đẹp mà không có máy. Ok. Đây nè, có rồi. Rồi, dơ hàng lên đi. Đây là một trong những sản phẩm mà em yêu mến nhất hiện bây giờ đó. Ok, 1, 2, 3. Rồi, còn nàng kia nữa. Đâu rồi, lấy hàng ra, cho em xin ba hình. Đây mới nhớ. Ồ, hàng mới về hay sao vậy? Không có, mới đi lạc. Mới đi lạc. Ok đây. Rồi đưa đây lên nha. Cho em xin bài hình nha. 1, 2, 3. Ok rồi, cảm ơn mấy chị đẹp. Hẹn gặp vào thứ tư nha. Mình có một tuần mình có 2 buổi. Một buổi thứ tư và một buổi thứ sáu. Chào tạm biệt cả nhà. Dạ bye bye mấy chị. Bye bye. Dạ. Bye các bạn Facebook luôn nhé.